Hello, xin chào tất cả mọi người. Welcome back to the channel. Happy New Year's. Chúc mừng năm mới. Hope you guys had a good New Year's. Thì follow up cái vlog trước mà mình đi New York, mình sẽ cho các bạn coi những cái pickup của mình. Với lại cộng thêm một cái pickup nữa mình mới mua tuần trước. Mình định ra cái video này tuần trước rồi nhưng mà kiểu ít đồ quá. Tại vì nó sale nhiều lắm, đi nhiều chỗ lắm nhưng mà sale giá rẻ nhưng mà đồ cũng không đẹp mấy cho nên cũng không muốn mua. Let's get right into it. First là mình mua mấy cái món đồ nhỏ nhỏ ở tiệm Noah. Noah là một cái brand, một cái người creative director, cái ông chủ của Noah hồi xưa làm cho Supreme. Cho nên nó cũng, nhưng mà cái style của cái Noah nó là nó hơi menswear. Cái kiểu nó menswear nó hơi elevated tí xíu. Nó không có streetwear, nó không có như streetwear như Supreme. Thì mình mua một cái nón, beanie. Đơn giản thôi. Nó ghi, trên này nó ghi là war is hell. Đây cái mặt, nó không có mặt nhưng mà cái code tag của cái beanie đây. Beanie đơn giản thôi, màu olive xong mày có cái người ta đang cái chữ war is hell ở trên màu trắng. Lại ở ngay bên này, cái chi tiết này là cái chi tiết mình thích nhất. Ta đang cái chữ Noah lên xong rồi, nhưng mà cái chữ O thì nó đổi thành cái peace sign. Nhìn nó tự tựa peace minus one của G-Dragon thì mình thấy cũng dễ thương nên mua luôn. Này giá 32 đồng. Ok, tiếp theo là một món các bạn đã thấy ở trong cái vlog New York trước. Đây là một cái áo sơ mi Ralph Simmons. Ralph Simmons hay ra những cái áo sơ mi đơn giản thôi nhưng mà nó có người ta có để logo RS ở đây. Mỗi mùa nào cũng ra hết trơn á. Thì mùa thu đông lần này, thu đông là 2019, người ta ra cái màu đỏ này, viên rất chuộng màu đỏ. Viên là mạng hỏa cho nên rất là hợp với màu đỏ cho nên mua luôn. Fit này thì nó fit hơi oversize tí xíu thôi nhưng mà nó vẫn slim. Nó chỉ có nó hơi dài một tí. Áo này làm được bằng vải denim rất là chắc chắn. Mặc quần thì cũng thoải mái lắm. Có nhiều vải denim mặc rất là cứng nhưng mà áo Ralph Simmons người ta làm, có khi người ta wash rồi đó, Phi cũng không biết nữa, nhưng mà cứ khi người ta giặt rồi xong rồi pre-wash, that's what it's called. Really good shirt. Đây cái logo đây. Đây là cái mặt. Ralph Simmons Autumn Winter Carryover Denim Shirt. Carryover có nghĩa là cái mùa nào nó cũng có cái món đồ này hết, nhưng mà có khi người ta sẽ thay đổi cái màu sắc thôi. Đây, cái logo bằng da embossed chữ RS, cái cúc có logo Ralph Simmons trên đó. Cái áo này Viên mua ở cái tiệm gọi là tiệm Total Kilo. Total Kilo nằm ở Soho ở New York City. Giá đầu tiên của cái này là như 650. 650 nhưng mà Viên hôm đó cái này là cái cuối cùng ở trong tiệm. Size của Viên luôn size medium. Rồi nó đang extra 20% off đồ sale của nó thì cuối cùng là Viên mua cái này còn. Cái receipt. Này đây cái receipt cho mình. Thì người ta gói bằng cái giấy có cái tên của người ta. Okay. Giá đầu tiên cái này là 650 nhưng mà Viên mua cái này còn có 209 đồng thôi. Chưa có thuế vô thì cái này chỉ có 192 đồng, thuế là 17 đồng. Good purchase. Very 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 good purchase. Very happy with the purchase, especially with the price. Giá rất tốt. Không có điều gì để complain cả. Ok, tiếp theo đó các bạn cũng thấy trong cái vlog New York đã là Viên có vô tiệm Chrome Hearts mua một cái món đồ nhỏ nhỏ. Giá không có nhỏ nhỏ đâu, cái này là giá cái món mà đắt nhất trong những cái món Viên đang cho các bạn coi. Đây dust bag, nó có cái chữ logo Chrome Hearts trên đó. Lấy được không? Để đây emboss. Chính đây là có hai túi tại vì Viên mua hai món lận. Đây
movie yet during Chrome Hearts. Thì Viên mua, nó bắt buộc Viên phải mua cái dây xích riêng, xong rồi mua thêm cái pendant, cái móc riêng nữa. Cái này là cái gươm, bên tiếng Anh gọi là dagger. Ở trên cái chữ đó có thể các bạn thấy được, nó khắc cái chữ Chrome Hearts lên cái dao, lên cái gươm. Còn cái dây này á, xung quanh, không biết các bạn có thấy không, mình sẽ zoom in cho các bạn coi. Xung quanh nó để chữ CH, CH for Chrome Hearts. Rất là nhỏ nhưng mà rất là nhiều chi tiết đẹp. Đây cái này, cái khóa này nó cũng ghi chữ CH ở trên đó luôn. Đi có thấy được không? Ghi số này. Nó ghi số là 0.925 là cái tôi nghĩ là cái số lượng của cái bạc. Nguyên cái sợi dây với cái gươm này là bằng bạc hết, rất là nặng. Rồi 1999. Cái 1999 này cái tôi nghĩ là cái năm cái người ta sản xuất, bắt đầu sản xuất cái model này. Cái dây xích này là 24 inch. Viên rất chuộng cái chiều dài này. Kiếm cái muốn mua cái Chrome Hearts lâu rồi nhưng mà kiểu như là keo. Thường thường có nhịp đi tiệm Chrome Hearts cũng 2-3 lần rồi đó, nhưng mà thấy nó tí là sao. Cuối cùng cũng đã mua lại vì suy nghĩ cũng rất là rau rồi. Với lại Viên muốn có một cái dây chuyền nó dài dài hơn tí xíu. Cái này dễ đeo hơn, choàng quần khác đeo vô luôn. Nên nó nặng nặng nữa, chất lượng rất là tốt. Nói về là giá cả của Chrome Hearts thì đắt bỏ mẹ. Vô tiệm Chrome Hearts thì nhân viên phục vụ cũng ok thôi, cũng tùy người, nhưng mà chủ yếu các bạn đừng nên hy vọng nhiều quá, tại vì cái mặt cũng hơi, lâu lâu cũng có mấy người mặt hơi đâm đâm, hơi là cũng kiểu khó chịu. Đây, receipt đây, nhìn rất là đau lòng. Cái dây không á là như 695 đô, còn cái pendant, cái gươm á là 440. Giá tổng cộng là 1.135. Thuế má, thuế 100 đồng nữa. Mẹ nó quất hết 100 đồng tiền thuế luôn. Là 1.235 tất cả cho cái sợi này. Đây cái này không bao giờ cho return, nó chỉ cho credit only, store credit thôi. Này, mua ở tiệm Chrome Hearts New York. Như Viên nghĩ cái tiệm này là tiệm là flagship của cái Chrome Hearts. Tiệm rất là đẹp, các bạn nào có dịp đi thì Viên recommend nên đi thăm. Bên trong nó cho gươm nữa. Gươm, sorry. Gươm của Chrome Hearts. Cool little accessory. Không muốn thuốc cho nên cái này chắc để chơi thôi. Ok, và như vậy Viên chỉ có... Ok, and that's it for the New York pickups. Viên không có mua nhiều ở New York. Lý do là... Mới nói lúc nãy các bạn, lý do là đồ sale nhiều nhưng mà không đẹp. Cái nào đẹp thì không sale. Cho nên... Có một cái package nữa vừa mới tới hôm nay. Bữa là... Cái này Viên mua trên Net-a-Porter. Net-a-Porter, Net-a-Porter, however you want to say it. Sẽ đọc hộp cho các bạn coi luôn. Cái hộp này. Wow. Chỉ cho bỏ thôi, không cho hộp của sản phẩm gì hết trơn á. Open me. Important document inside. Đây, đi mua trên website của Net-a-Porter. Thank you for shopping with us. See, thank you for shopping with us. Best regards, returns information, customer care. Cái này là cái gì? Cái này là cái receipt. Này thông tin của Viên. Gói cũng ok, cất nhiều đi. Đây là
Toy của Balenciaga. Chán thật á, không bao giờ cho hộp. Lần trước Viên mua cái giỏ Gucci cho mẹ Viên trên website này luôn mà không cho hộp luôn, bực mình thiệt. Viên thích cái hộp, vì tại mình không đeo cái hộp, người ta nói không đeo cái hộp nhưng mà có cái hộp nó vẫn thấy nó đủ đủ sao, tức là thấy cái không có cái hộp nó thấy nó thấy thiếu như thế nào. Tuổi này, ta da, tuổi tam giác Balenciaga. Cái này người ta nói là cái trên website, cái túi này người ta nói là cái túi này lấy cảm hứng từ những cái túi đi ski, người ta đựng cái boot mà đi trượt tuyết, thì chắc Đen mang nghĩ tới cái đó xong rồi lấy cái đó làm cảm hứng cho cái này. Cái này cũng là lần đầu tiên Viên thấy cái này ngoài đời luôn á. Hôm bữa Viên đang có đồ lên trên Net-a-Porter có đồ cho mẹ với chị em, thì thấy cái túi này nó sale nửa giá từ 2000 còn xuống 1000 đô. Thì Viên mẹ thấy nó ô cái đó đẹp lắm con, thì lấy mua, nên mua đi. Ok, mua luôn. Tại vì cái túi Prada của Viên nó đang đứt cái dây, người ta đang sửa, thì mua cái này đeo. Nhìn lần đầu tiên thì thấy nó cũng chất lượng cũng ok. Đây cái logo đây, người ta in lên. In nhưng mà cái chất lượng in thấy nó cái này nếu mà Viên lấy cái gì mà Viên cào tí xíu này, cái này nó nứt liền á. Hơi thất vọng tí xíu. Này, dưới đế có bốn cái chân để mà mình để lên cho nó đứng lên. Ok, cầm bên trong có hai cái zip. Ok, vẫn giữ thế này. Có logo Balenciaga đó, có cái zip compartment cho này nữa. Mặc tiếng Ý không? Ok, tức là cái này người ta nói là nó làm cái da nó hơi nước nước tí xíu, tại vì muốn cái look natural leather. Ok, whatever. Này bên trong trống không có gì. Yeah, bên trong cũng là da bộ đen. Dây đeo đây, cái dây này mình tháo ra được nè. Nếu mà các bạn muốn làm cái clutch thì xách cái này thôi. Và như vậy chúng ta đã kết thúc cái video của tuần này. Cảm ơn các bạn đã đón xem, theo dõi. More videos coming. Viên sẽ cố gắng ra nhiều video. But yeah, thank you for watching guys. And happy new years. Chúc mừng năm mới. Mong các bạn năm mới có nhiều hạnh phúc, niềm vui bên gia đình và bạn bè. Follow me on Instagram. Like, comment, subscribe. And I'll see you next time. Peace.